Vân Điêu. Vân Điêu. Đây. Ok rồi, chào các bạn. Vân Điêu vậy. Đây. Tôi là Vân Điêu, chào các bạn. Đây. Đây mày. Đây. Chào mừng các bạn quay trở lại channel Đông Bờ Nù Vlog của Sống Thành Châu Phi. Thì à, bắt là. Đây. Thì hôm qua anh em mình cũng đã thay mặt Mạnh Thường Quân Việt Nam mình cũng như mua toàn bộ nội thất và trong nhà thờ cũng như thỉnh tượng Chúa và nhà thờ rồi. Thì hôm qua sau buổi hôm qua thì anh em mình cũng đã ra nhà thờ lớn ngoài kia hỏi cha xứ để sắp xếp vào làm lễ khánh thành, cũng như anh em mình bàn giao ngôi nhà thờ mới do Mạnh Thường Quân người Việt Nam mình nhờ anh em mình xây gửi tặng người dân bản Cơm Muôn Hoàng Gà nha các bạn. Thì hiện tại bây giờ đang chuẩn bị vào Noel đấy các bạn, nên là cha xứ sắp xếp chỉ có một ngày, hôm nay là ngày 22 tháng 12, là cha rảnh là ngày hôm nay đấy các bạn, nên là anh em mình hôm qua cũng quay trở lại bản thông báo với người dân cũng như sắp xếp đi mua đồ đạc vào để hôm nay làm chính thức làm buổi lễ khánh thành nhà ngôi nhà thờ mới cũng như bàn giao ngôi nhà thờ cho người dân bản là Cơm Muôn Hoàng Gà nha các bạn. Ê sô bà xin áo là tu đùi bô với tia comida để bôi phát là feta grande ha ta bình xin tu đùi tia comida bye. Đấy, để người dân anh em mình hôm qua vào là sắp xếp mọi người rồi. Đấy, tiên luôn là các bạn. Để mọi người cho xoong nồi cũng như đồ nó vào, anh em mình mua rất là nhiều. Tu lùm biết các mê già, cà rô già, nước ngọt, đùi gà, rồi là gạo. Đấy, đấy, ta, đây, 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 đấy, để tổ chức một buổi lễ khánh thành cũng như bàn giao lại ngôi nhà thờ của người dân là bản. Em biết đây gì? Ui giời. Ui các em này, thích này. Đây gì? Mới đây gì? Mới đây gì? Đây. Phải đang cùng mới đây gì? Đây gì? Ui giời. Đấy, nói mọi người các bạn hôm qua vì rất là gấp, cũng như hôm qua anh em mình ra khi quay trở lại nhà thờ để nhờ cha xứ thì cũng rất là gấp buổi tối đấy các bạn, buổi chiều tối đấy mình quay vào đây thông báo mọi người thì anh em mình cũng đã chuẩn bị đồ rồi, tất cả đây 6 thùng nồi gà cũng như mì ý nó thêm một thùng nem nữa, có thể không phải xếp đẹp đét ra sâu rồi gạo rồi tất cả lương thực phẩm để hỗ trợ người dân tổ chức buổi lễ khánh thành nhà thờ các bạn. Thì tất cả số lương thực để tổ chức buổi khánh thành hỗ trợ người dân bữa ăn trong ngày lễ khánh thành là đều của gia đình cô chú Kim Trọng ở Mỹ nhờ anh em mình mua tới gửi tặng đến người dân và hỗ trợ mọi người bữa ăn trưa này các bạn. Ấy sao bà ấy tu được comida khi để bôi cô đi nha phát đáp phết tại cái igreja khi sông casa nó số ấy Việt Nam ta em đi operese và đang đi tu được bom cảm ơn ông cả hả ta vậy xin nhà mình đang nói với các bác trưởng bản thì tất cả số đồ ăn đây đều được gia đình cô chú Kim Trọng ở Mỹ nhờ anh em mình mua gửi tới hỗ trợ một người bữa ăn trưa các bạn. Thì hôm nay là rất thiếu rất là nhiều các em đồng hành của anh em mình, thì hôm nay là có sự vắng mặt của em Mattel các bạn. Thì em Mattel hôm nay có một tin rất là buồn, thì hiện tại bác trưởng bản Raphael đấy các bạn, mà bố em Mattel đấy cũng mới bị mất buổi tối đêm hôm qua. Bác cái đồng hành của anh em mình cũng rất là từ ngày đầu tiên anh em mình đến trở về tỉnh đây giúp đỡ người dân cũng như về huyện đây giúp đỡ người dân, thì bác đồng hành của anh em mình từ ngày đầu tiên các bạn. Thì hôm qua bác thì không may bị mất rồi các bạn, cũng như anh em mình thì buổi lễ khánh thành này thì mình đã sắp xếp với người dân cũng như nhờ cha xứ vào rồi, nên là mình cũng không thể hoãn lại được. Cũng như hôm nay anh em mình vào tổ chức xong buổi lễ khánh thành thì mình sẽ quay ra để xem để hỗ trợ gia đình em sau. Thì em nay đang ở nhà lo công việc của bác trưởng bản các bạn, bản Raphael các bạn, rất là buồn nhưng mà vì công việc nên là được nào ra việc đấy các bạn đấy. Ơi nước ngọt này anh em mình mua rất là nhiều, nước ngọt thì của tí các em nhỏ, còn là rượu rồi là đồ đạc aki whisky rượu buổi khánh thành mà không thể thiếu được rượu các bạn, cũng như bây giờ để các cô chị chặt đùi gà đó, cho đùi gà đó. Đấy, để mọi người cho đùi gà đó. Ôi đầu tiên là ban này là con nhà Aaron. Sì. Ôi đầu tiên là ban này là con Aaron. Ôi đầu tiên. Đấy, để mọi người.
tia là tôi đủ mang viên này, đây là cốt à. Đấy. Masa ta đây 5 thùng mì Ý cũng như bao gạo rồi 6 thùng đùi gà các bạn để mọi người nấu. À, cốt à. Là mỗi người một việc thôi. Việc nào việc đấy. Đây bên trong thì mọi người vẫn đang, một số người vẫn là anh em mình nói các bác là hôm qua mình muộn quá, sắp xếp cũng muộn. Nói các bác là nay gia đình ai có bàn thì đưa đến để tập trung. Ta bơ. Đây bên trong này loa đài. Anh ơi tôi đùn nôn à ra. Bên trong này loa đài thì hôm qua anh em mình vào cũng như buổi tối cũng như chiều mới chở loa đài vào được, để bây giờ mọi người mới đang nắp loa. Nắp loa để tí hát hò cũng như đầy đủ loa đàn. Đây, bàn ghế bên trong này. Mọi người đã chuẩn bị hết để tí cha xứ vào làm lễ các bạn. Tôi đùn không? Xin, ơi xảy điện lên rồi. Đấy. Mọi người đây. À còn bên trên đây thì như trên video của mình thì có một số comment góp ý là nên anh Đông nên đổ này tượng Đức Mẹ sang một bên, cũng như thánh thánh cả Giô-se sang một bên. Anh em trong team mình thì không ai người Công giáo, bạn anh em mình cả, đều là người bên nương đấy, nên là trước khi đưa tượng Chúa đến cũng như để bắt cái giá đấy thì anh em mình đều vào hỏi các bác lớn tuổi, cũng như mỗi bản này đều có cha xứ ở trong bản, người quản lý nhà thờ đấy các bạn, thì hỏi mọi người thì đặt bên nào, chẳng hạn là Đức Mẹ đặt bên nào thì mình sẽ đặt bên đấy, cũng như thánh cả Giô-se đặt bên nào thì anh em mình sẽ đặt bên đó. Nhưng ngày xưa nhà thờ trong bản Normandà thì mình đặt là Đức Mẹ ở bên tay tay trái, còn thánh Giô-se là bên tay phải các bạn. Còn nhà thờ bên Normandy thì mình khu phía bên mấy các bản bên đây thì mình hỏi thì mọi người đều bảo là để Đức Mẹ ở bên tay phải nha các bạn, nên là anh em mình đặt theo người dân, đặt theo người dân bản ấy. Nhưng vì tất cả các tượng Chúa này thì không, các chân tượng này khác nhau, nên bây giờ muốn đổi sang phải tháo cái chân giá đổi sang, cũng như anh em mình như vừa mình nói này thì mình đều hỏi các bác trong nhà thờ, cũng như cha xứ nói là đặt bên đâu là do người dân ở trong bản nói đặt bên đâu thì mình đặt bên đó đấy, cũng như mình làm theo ý người dân đấy các bạn. Thì mình biết vì mình không quên, vì ngày xưa ở trong bản Normandà mình đặt đúng như bên này, như từ khi sang phía các bản bên đây thì như bản Normandy thì mình cũng đặt Đức Mẹ ở bên tay phải, thì các bản trong này mình hỏi các bác đặt như thế thì anh em mình đã đặt như thế nha các bạn. Đấy. Ui là, mọi người giờ chuẩn bị nấu ăn thôi. Đấy, ui giời, đùi gà đấy các bạn. Đấy, mọi người cho đùi gà ra rồi để chuẩn bị chặt rửa trần qua, luộc qua. Đấy. Ê, mút thuộc pha lăng ngủ á. Nhiều lắm, nhiều đùi gà lắm. Chuẩn bị dao thớt để chặt. Ô, tụi đùi tiết ba đây là con nhà Aaron. À. Ngôi nhà thờ cũ các bạn, hiện tại mọi người đang làm lớp học cho các em nhỏ đấy. Đấy, mọi người chuẩn bị củi hết đây rồi. Tình huống xấu nếu mà mưa thì sẽ sử dụng ở trong nhà thờ cũ này nấu ăn. Đây, mọi người chất củi hết trong này, mọi người chuẩn bị rồi. Đây. Trời muốn mưa rồi các bạn. Đấy. Mưa rồi các bạn, mưa nhỏ này. Không vấn đề đâu, mưa thì nấu ăn ở bên trong này được, không sao đâu. Ok nha các bạn, vừa rồi trời hiện tại hôm nay rất là buồn luôn, trời mưa các bạn. Buổi lễ khánh thành tổ chức buổi lễ bàn giao thay mặt Mạnh Thường Quân là chị Thúy Phan bàn giao lại ngôi nhà thờ cho người dân bản Camononga đây các bạn. Là trời mưa vừa rồi, là trời mưa, mọi người đang phải nấu ăn ở trong nhà thờ cũ, cũng như bây giờ thì cha xứ mới vào được để vào làm lễ cho người dân. Ô, mọi người vẫn đứng ở gốc cây kìa. Không ướt này, mưa nhỏ các bạn ạ. Nó kiểu như mưa phùn ở Việt Nam mình. Mưa nên là mọi người đi vào nền nhà nó hơi bẩn một chút. Khi sau buổi lễ khánh thành thì mọi người sẽ lau chùi các bạn. Vâng đi. Vâng đi bắt đây. Ai tao không đi. Tao vâng, bắt đây. Đây. Thì anh xu vào mùi rồi. Yeah, xu vào mùi. Vâng nghe cái đây ra. Yeah. Vì là cái bonnet.
Vậy, bạn đi à? Rồi, rồi. Bây giờ cha xứ mới vào bắt đầu làm lễ, cũng như bắt đầu làm lễ nhà thờ cho người dân bản đấy các bạn. Bây giờ cha xứ vừa rồi mới vào trong nhà thờ để chuẩn bị làm lễ giúp người dân bản các bạn. Ở ngoài trời hiện tại đang mưa rất là to, tất cả mọi người đang vào làm lễ bên trong cũng như bên dưới thì mọi người vẫn đang nấu ăn ở bên dưới tại nhà thờ cũ của bản. Người dân đang vào tất bên trong để chuẩn bị buổi làm lễ nha các bạn. Bây giờ mình cũng muốn quay cận cảnh tất cả các buổi làm lễ khánh thành nhà thờ, vì mỗi nơi mỗi bản đều có một cái phong tục riêng cũng như phong tục khác nhau, không bản nào giống bản nào đâu các bạn. Mỗi bản có một phong tục khác nhau. Các máy quay này bảo này, các máy quay chuyên nghiệp đây cũng đang ghi lại những hình ảnh buổi lễ khánh thành các bạn. Đây là các máy quay chuyên nghiệp về điện thoại đây, không biết là Samsung hay cái gì đấy. Đây tao vòng bóng môn lên tưởng telephone. Anh này chắc thủ đô về, làm thủ đô về đây. Có điện thoại đây. Ngoài trời mưa rất là to các bạn, ngoài trời mưa to lắm. Mọi người bây giờ rất là may mắn nha, bản Cam Môn Đông Gà đây là ngôi nhà thờ này, đây cũng được gia đình chị Thúy Phan nhờ anh em mình xây dựng lớn nhất trong các bản anh em mình từng hỗ trợ xây dựng nhà thờ các bạn. Thì cũng như kinh phí, cũng như kinh phí ngôi nhà thờ đây là lớn nhất, cũng như bản đây là nhiều người nhất đấy, nên là gia đình chị Thúy Phan là nhờ anh em mình xây dựng ngôi nhà thờ này cũng là lớn nhất trong tất cả các bản mà đã từng giúp đỡ cũng như đang giúp đỡ. Hiện tại bây giờ bản đây 184 hộ, tất cả mọi người đây cũng như có rất là nhiều bản lân cận cũng đã đến đây để tham dự buổi lễ khánh thành ở đây, không cứ chỉ một mình bản Cam Môn Đông Gà đây nhé các bạn. Bên trên này mọi người cha xứ cũng là tất cả mọi người đang chuẩn bị làm lễ. Qualità di acqua. Réalisez fièrement dans sa vie d'au qui célèbre après la ferme de sacrament. Pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour son Fils, qui est de vous sauver pour la unité de l'Esprit Saint. Sứ đang ở bên trong thì cha xứ đang làm lễ giúp người dân bản, cũng như bây giờ là làm lễ rửa tội cho các em nhỏ bắt đầu đến nhà thờ đấy các bạn. Thank you.
todos que foram batizados, sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e a Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Mới cũng như cha xứ vừa làm lễ cho các em nhỏ đến nhà thờ, cũng như bây giờ là đến hai cặp cô dâu chú rể. Hiện tại bây giờ bản Kamononga đây có nhà thờ mới nên là mọi người đến đây làm lễ cưới đấy các bạn, lễ cưới tổ chức làm lễ tại nhà thờ, sau đó mới tổ chức và mình mới hỏi các bác trưởng bản. Thì ban đầu mình không biết, mình thấy hai người mặc áo trắng như cô đâu. Đúng là làm lễ kết hôn đấy. Bên do sang hôn bé. Pro meu marido. Te prometo. Ser fiel. Na alegria. Na saúde. Na doença. Todos os dias. Da minha vida. Amém. Đây là phong tục của người dân phương các bạn. Đây là mọi người, anh em mình cảm ơn được hỏi các bác là mọi người là dâng lễ ai có gì là dâng Thank you.
Antes da bênção final, a bênção das imagens e da capela, o Paulo, com seus companheiros, tem um cântico, por isso vamos prestar atenção para ouvir. Então, tá bem. Pode vir. É. Ok, nhóm bạn thì vừa rồi mình cũng nói chuyện với cha xứ thì hôm nay là buổi lễ khánh thành nhà thờ tại bản Camon Nong Ga, nên là hôm nay cũng để nói em Dũng nên thổi một bài sáo chúc về nhà thờ đấy các bạn, cũng như anh em mình trong team thì anh em mình không ai là không tôn giáo cả, nhưng mà em Dũng là đam mê sáo chúc tất cả các bài
em Dũng lên thổi một bài sáo chúc về nhà thờ các bạn. Đúng rồi, chẳng có tay đấy. Thì tá bonito. É festa, não é? Vocês já cantaram? Ela também já cantou. E você sabe que o que ela estava tocando não é fácil. Mọi người vẫn hiểu, nhưng sẽ không hiểu. Você tem que ser bom. Então, nós agradecemos bastante, não é? O jovem e Paulo com os seus companheiros, não é? Nós agradecemos. Primeiro, esta capela bem bonita. Estamos felizes, o povo está feliz, não é? Sim. E as imagens, vocês sabem, essas imagens estão bem caras. Já sei como nós estamos com o laser, como nós estamos com o laser. Só as imagens aqui podem custar 1 milhão. Um milhão, é muito cara. Por isso, daqui a pouco o padre vai abençoar a capela e as imagens. E vai ser ou é a capela ou é a casa de Deus. Ninguém pode vir aqui a brincar. Estão ouvindo, não é? É lugar de oração. Não vem aqui para fazer macumbas. Aqui é para fazer o quê? Rezar. E depois da missa, bom, hoje choveu. Por isso que aqui está sujo, não é? Mas depois os fiéis vão limpar muito bem, não é? Sempre tem que ficar limpo. E mesmo aqui no arredor, não pode ficar com capim. Porque aqui é perto da missão. Eu não sabia. Eu posso vir ver. Só. Se vocês estão a cuidar bem a capela ou não. Eu disse, um dia vou vir. Eu vou vir aqui, sem missa. Ok, se vocês estão a cuidar bem a vossa capela. Se vocês estão a cuidar bem, não é? As imagens estão bem bonitas. Então, Paulo, nós agradecemos, não é? Tá, a tua equipa. Equipa não é do Vietnã. Manda saudação o quê? Tá. Os padres, o padre Jacinto e o padre, não é, Juventus, mandam saudações e nós agradecemos bastante o trabalho que vocês estão a fazer. É trabalho missionário. O Paulo não é daqui, não é? Mas estão a ajudar com os seus colegas, estão a construir as capelas. E vocês têm sorte de ter capela. Então, uma salva de palmas! Tá bem, padre, sim. Depois vai ajudar aqui o povo Nimbonte. Nimbonte. Sim, depois acho que vamos combinar bem para ver o sim. Que dia. Yeah. Sim, ah, tá bem, sabe, aqui padre agora muito ocupado. Já. Yeah. Tá bem. Yeah. Sim, tá bem. Sim, tá bem. Você está fazendo grande trabalho. Sim, tá bem. Não continua, faz favor. Tá bem, sim. Yeah. Tá bem. Sim. Já chưa, vừa rồi mới làm lễ xong ở bên trong nhà thờ các bạn cũng như người dân bây giờ này. Cũng đang ra ngoài là bên kia để các em đang sắp xếp mọi người lấy đồ ăn cho các em nhỏ cũng khách rồi các em nhỏ rồi người dân thì các bạn ta bình vậy. Dạ. Ta bình. Dạ. Ta bình. Dạ. Muốn tôi bình. Tôi mới cảm. Ta bình. Dạ. Xin ta bình. Bây giờ là cha xứ cùng như đi về các bạn xong làm xong lễ giúp người dân thì cha xứ đi về các bạn còn bên đây đảm bảo đang sắp xếp mọi người lấy đồ ăn. Bây giờ thì mọi người đang lấy đồ ăn để khách mời cũng như bà con dân bản ăn cơm rồi mì cũng như đùi gà đấy các bạn. Các em nhỏ thì à. Nước ngọt có nước ngọt đây rồi. Kia sa. Phải cầm đi lên tụi bên đi lên tụi á. Ưu tiên các bác khách mời trước cũng như hôm nay trời mưa các bạn. Một số bác trưởng bản các bạn không đến được vì trời mưa rất là buổi sáng ấy mưa nên mọi người di chuyển khó khăn ấy. Nên là vì khách mời rất là ít, chủ yếu là người dân bản ở đây mới là các bạn là lân cận thôi. Đấy. Bây giờ là các bác khách mời trước, các bác lớn tuổi như các bác khách mời trước. Đấy, các bác tổ trưởng tổ nhóm cùng như các thanh niên là bên tiếp tân các bạn. Anh 7 rượu các bạn ngày khánh thành. Mỗi bác quay rượu. Đấy. Đây. Đấy, các bác lớn tuổi sau đó đến các em nhỏ. Đây. 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 Ui. Áo đa bền. Ông không uống rượu các bạn. Ông lớn tuổi không uống rượu. Đấy, còn bên đây đa bền. Mọi người một chai nước ngọt cũng như tất cả mọi người có rượu và chai nước ngọt.
các vị khách quý. Xong các vị là khách quý đến với em nhỏ, rồi người dân. Rất là nhiều anh em mình mua rất là nhiều đồ ăn các bạn, mì Ý cũng như thịt gà, rồi là cơm đầy đủ hết. Ok các bạn, thì sau một hồi anh em mình đang sắp xếp các thanh niên cũng như các bác tổ trưởng tổ nhóm lấy đồ ăn, là tất cả các bác khách mời trước, xong bây giờ đến các em nhỏ, là tí đến người dân sau. Tụi đồ bông mà tì gì ta ơi. Đấy, mọi người đang ăn uống bên đây là Bảo cùng như các em đang bắt đầu ăn đồ ăn các em nhỏ. Đấy, đội hậu cần đây, bên đây là mì rồi đùi gà rồi cơm đầy đủ hết. Nước ngọt rất là nhiều các bạn đây. Nước ngọt mỗi em một đĩa. Hôm nay em mình không mua ngô mà cơm cùng như mì. Cá đà bê sô sô ung cá rô già cũng ung bà ra tù. Ta bê. Đây, để bê đi, để bê vai bô càng. Mọi người cứ lấy đồ ăn. Mỗi em một đĩa. Đây, đang phát cho các em nhỏ, ưu tiên các em nhỏ trước các bạn. Các em nhỏ. Mô mình tầm mai, nó mô tụ bộ cùng. Mô mình tầm mai. Vừa mì vừa đùi gà để phát tất cả các em. Sau đến các thanh niên nhanh nhẹn thì chờ một tí. Đấy. Mô mình tầm mai. Bên đây có bà ngồi bên đây chưa có? Mô mình tầm mai. Đông lắm bạn, hơn như kiểu hơn cả đám cưới cơ. Đông lắm, cả mấy trăm người đấy các bạn. Đùi gà đây, các bà, một số bà đang ngồi bên đây. Ui giời, các em nhỏ ai các bà này ngồi bên đây, một số bà đang ngồi bên trong này. Mỗi bên năm này ta vô. Mô mình làm mày. Giao phủ. Ra gì? Đây. Ôi giời, các em nhỏ ấy. Mỗi em một đĩa. Ui giời. Đây các bà đây. Một số bà ở bàn kia chưa có chỗ để các bà ngồi bên đây. Ô tụi nó vào cô mình đã vô á, xem này. Vừa các em nhỏ vừa các bà. Bên đây như thế. Các đội hậu cần làm việc hết công suất. Các đội hậu cần làm việc hết công suất các bạn. Rất nhiều, 4 xoong. Ta kì, ao. Ta bên. Cái bà vô á. Sì. Gạo phụ ta bên. Đấy. Đấy. Đấy, các chị đang lấy đồ cho ăn các bà. Mai có trời vừa rồi mưa to giờ thì hết rồi. Đấy. Rất là đông người các bạn, cả mấy trăm người đấy, cả người lớn các em nhỏ đấy các bạn, đầy đủ hết mọi người, có ai quá các bạn. Đấy. Thì bây giờ để anh em mình Gapi Bảo rồi Dũng để vào hỗ trợ phát đồ ăn cho mọi người. Dũng tắt máy quay đi vào hỗ trợ một tay các mình. Đấy, để đông lắm. Tu tu kasih jiwa. Sí. No que pasan juga. Sí. O muy tarde para tampoco la van a ver ya tú. Sí. Puse Paulo, Guayeja, no que tú lo lupan por nada los ojos. O wingi mo si wasan juga. Sí. O casi mo le san juga nada con los ojos. Sí. Chichi ringa mo le colon para la chupa le vios. Está bien. Aquí suri la palo, no que te chandavo ya tandavo cos. Sí. Aquí está Paulo. Lo feca yo vi tu nanita. Sí. Ningi un bague. O cuando estamos juntos la otro. Ta bình, sì. Các bạn đi tuổi dám biết là nụ cao đúng không? Sì. Ta bình, sì. Ok, nhưng mà này vừa rồi anh em mình đang cùng nhau các thanh niên đang sắp xếp đồ ăn cho các em nhỏ cũng như các vị khách quen, các vị khách cùng với các em nhỏ cùng với người dân đấy các bạn nhá. Bác trưởng bản đang vừa nói là mọi người đang làm lễ xong cũng có gửi tặng anh em mình một con dê các bạn, con dê đấy, cũng như trà sữa một con dê đấy. Aquí a soba. Sí. Agua tudo é bovo. Sí. Camononga. Sí. Zafalmissa. Acapá, não é? Sí. Aqui a da baunu, aqui caprito. Sí. Baunu muito obrigado. Obrigado. Manung nem agora, baunu de ontem com de banha. Zafesso aqui. Camononga. Zatem su um e jom. Sí, sí.
Anh ấy bay mai nơi tên anh ấy xem là Fika dùng cũng Avo nó ấy. Anh ấy mất tù đuôi anh ấy. Bao nụ cái đồ ấy kì phô vào vật đền này. Bố sẽ vay Avo tiết à? Mọi người gửi tặng anh em mình một con dê làm lễ xong các bạn thì à. Mình từ hôm qua vào trong bán cũng như hôm nay anh em mình để ý có một em rất kiểu nhìn rất là khó khăn ấy. Nhìn em nó khó khăn và như hỏi ra thì em đi mồ côi các bạn. Mồ côi cả bố cả mẹ đang ở mấy ông. Các bác đã gửi tặng mình con dê mình đã xin được nhận rồi. Nhưng mình muốn trao tặng cho em đó. Em đó. Ây, em yêu anh được đẹp anh nha. Xì. Xì. Ui dồi, đây các bác đây. Ui, tặng con dê chửa luôn. Đấy, con này dê chửa này. Thế thì nói chung là những cái con thì chửa thì thường là không ai thịt các bạn. Không ai thịt cả, cũng để nuôi, mình cũng để nuôi thôi. Nhưng hôm trước trong bản Thanh Ca Nhi Cả cũng gửi tặng anh em mình một con làm lễ xong đấy. Mọi người gửi tặng anh em mình một con thì mình cũng đang gửi bác trường bán thì hôm sau qua hoàn cảnh là khó khăn thì mình sẽ tặng. Còn là bản Cam Môn Đồng Gà đây mình qua hôm nay mình thấy em này rất là khó khăn, hỏi ra thì em bị mồ côi ấy vụt rồi xinh áo qua đi khỏe thế ấy nó sửa cái bô vụ Cam Môn Đồng Gà phát ra mít xa cặp bố bây giờ áo đã ghi bao nụ sụn cặp đi tù nụ năm cặp đi tù ghi yêu áo rồi đặt bàn đù là 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 kiểu em đi bao bị bệnh này các bạn, ta vậy, đỡ tay cả, gì, nếu mà ca giả, ta vậy, không phải nhảy, ta vậy, đấy, ta vậy, nếu mà bay ca giả, gì, để em mới đưa về nhà, đấy, đưa về nhà, tặng em đấy luôn, đấy, mồ côi, ui, không biết có chăn không, anh đi xa đi, gì, ờ, thế này thì khả năng không kéo được rồi, anh đi, kênh xe về ca giả run được cũng đen đi, tôi Augusto, anh đi tên gì đúng không? Tinh đúng không? À, có anh rồi, có anh, có em. Anh em thì đấy. Chứ em này thì tay em ấy bị như kiểu tật các bạn sợ không dắt được. Ê, thì ra tinh là bị chửa đấy, dây chửa đấy. Đưa về nuôi. Đâu? Em cứ đánh đếp bê sao? Hả? Em cứ đánh đếp bê. Cứ đánh bê hả? Em cứ đánh bê hả? Đây. Ê, thì ý đúng không? Sì. Ê, tay bê. Sim, eu acho da teu irmão. Aí eu sou cabrito. Hã? Acho da dele, hã? Ele pagou antes. Sim. De, aí já. Tá bem. Tá bem. Aí, tá bem. Aí, để anh ấy đưa về cho. Sim. Nếu mà acho da dele, nếu mà ca giá. Tá bem. Đấy. Đây thì ok nha các bạn đi. Bên đây thì mọi người đang lấy đồ ăn rồi. Bây giờ thì còn các bác không phải các bác, bây giờ là còn là các thanh niên ở trong bán thôi. Thì mọi anh em mình cứ để cho mọi người lấy đồ ăn cũng như ăn uống tự nhiên đấy các bạn. Như vừa rồi thì các vị khách thì anh em mình lấy đồ cho các vị khách cũng như các em nhỏ rồi. Bây giờ thì còn những người lớn thôi các bạn, thì để mọi người ở bên đó đang có các cô các chị thanh niên, mọi người lấy đồ ăn đấy, các cô các chị với các anh thanh niên để lấy đồ ăn cho mọi người đấy các bạn. Áo là cô mùa ai kinh tôi đồ sô bà cũng mang về nếu xem đi cô mù áo là igreja đi cảm ơn ông cả và bạn tôi chào được và bớt số coi igreja yoga đi vậy. Yeti na mise Paulo watu nene yako igreja hii maguta hiyo ndatwa fango ndatwa hii mwine katika sule ngwe balu chende mego wato o wingi mwose tali wa sanjo kwa tu kweto chipito chinene chone mbele yoka liye tuwa peso kamwele olupandu kuse Paulo ndavidi nami tabe sing tabe sing tabe ha tabe awa desa ki turu bobo kwa kuma panu kwa luma kilo phôi ha tabe ok nha bạn đi à. Vừa rồi tất cả mọi người, các vị khách mời cũng như người dân bản cũng như các em nhỏ đã ăn uống xong xuôi rồi. Thì bây giờ mọi người là ra bên ngoài ăn uống xong rồi ra bên ngoài là vui chơi nhảy múa này. Đây, ôi thôi, hết nhạc rồi. Đây, em Gavin là bên trên này điều chỉnh âm thanh để cho mọi người nhảy. Ui, em bé này nhảy đẹp không này. Ui. Đây. Ô đi, dẻo ơi. Ê, dẻo ơi, nhảy nào ơi. Bài học nhảy đấy. Đấy, ăn nọ ra, vui chơi nhảy múa. Ok các bạn, thì bây giờ anh em mình cũng để tất cả này mọi người đã ăn uống xong rồi, đang rửa xong nồi để đưa lên xe anh em mình. Thì ok nha các bạn, thì bây giờ anh em mình cũng để tất cả mọi người vui chơi nhảy múa cũng như anh em mình bây giờ cũng phải về đấy các bạn. Vì mình trên đầu video vừa rồi mình cũng nói hôm nay trong team cũng có nhận được một tin rất là buồn,
là bố em Mateo đây, bác trưởng bản bản Rafael đấy các bạn, bác mới bị mất đấy các bạn. Nên là vì công việc ở đây anh em mình không thể hoãn lại được nên là sau buổi lễ khánh thành này về là mình cũng quay vào trong bản Rafael cũng như hỗ trợ gia đình em Mateo cũng như chia buồn gia đình các bạn. Thì ok các bạn, thì bây giờ cứ để tất cả mọi người vui chơi nhảy múa, anh em mình cũng không quay nhiều về cái vui chơi nhảy múa này nữa các bạn. Thì một lần nữa anh em mình thay mặt toàn bộ người dân bản Camonongga ở đây xin chân thành cảm ơn chị Thúy Phan ở Washington, Mỹ đã nhờ anh em mình xây dựng hỗ trợ bản Camonongga ngôi nhà thờ mới khang trang các bạn. Và hôm nay cũng là ngày khánh thành rồi, anh em mình đã bàn giao đến với người dân bản Camonongga rồi. Và anh em mình cũng xin chân thành cảm ơn gia đình cô chú Kim Trọng ở Mỹ đã nhờ anh em mình mua đồ ăn hỗ trợ đến người dân bản ở đây bữa ăn trưa vào ngày lễ khánh thành này các bạn. Thì ok các bạn, thì video này anh em mình xin phép được dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video nghĩa cho em xin một like, một chia sẻ vào cái kênh Đông Bao Nụ Vlog Cuộc Sống Tại Châu Phi để ủng hộ anh em mình có thêm nhiều động lực dành cho hay, cũng giúp đỡ nhiều ngày khó khăn trên núi Châu Phi các bạn. Chào các bạn. Để mọi người vui chơi nhảy múa các bạn. Đấy. Tất cả người dân thanh niên ăn uống xong là mọi người vui chơi nhảy múa. Úi giời ơi, kêu cầm một điện thoại quay phim này. Thank you.